cái căn này, cái phòng này thường thường ấy là người ta đặt không nghiệp. đập luôn làm phòng khách cho nó rộng đó anh, nó đập được mà. Cái căn này là thường thường em thấy là người ta thiết kế lại nó đập đi để phòng khách nó đẹp này, chứ nhầm ví dụ nhà mình ít người ấy, thì mình để cái phòng này nó vô duyên quá, hoặc là giúp việc hoặc là làm phòng làm việc. Đúng rồi, chín sáu. Cái này là 90.4. Cái này view đẹp.